Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là đi mua đồ ăn sáng ăn nè cả nhà ơi. Cái chỗ Starbucks nè, hồi bữa Ngọc ưa đi cái này lắm, tại vì cái này nó tiện cho Ngọc, mình chạy xe đi vòng á, mình khỏi vô á. Mà cái chỗ này bữa người ta đóng cửa để người ta bảo trì, bảo dưỡng gì, người ta sửa chữa gì bên trong á, nên là đóng cửa cả tháng trời. Thế phải chạy đi tới mấy cái chỗ đằng kia đi vô mất công. Bữa nay mở cửa lại nè, để đây coi sao. Hôm nay là một cái ngày mà mình nói chung là tất cả mọi thứ sẵn sàng hết cả nhà ơi. Thêm bức tranh này như kia Ngọc đâu thấy gì khác đâu, Ngọc cũng thích đi vô. Thích đi vô chỗ này lắm, nên là không biết sửa chữa gì. Ai, của mình xong chưa? Cái pink drink của em bé nè, đây là Ngọc của Sean nè. Này Ngọc nè, cái này là Ngọc nè. Rồi ok. Xin chào ba cô chú, hôm nay con đi mua đồ ăn cho con mèo lớp kỹ với bé tư mà con thấy con mèo ở trong đó. Không hẳn thấy mèo trong đó hả? Rồi vô coi coi. Đi mua đồ ăn. Mua đồ ăn cho hai đứa để nhà. Chuẩn bị đầy đủ không bà cô chú ơi? Không đủ thì mẹ của Olivia cũng đi mua được. Nhưng mà mình thôi, mình muốn cho đủ rồi. Trời ơi, coi nè, cho chó cho mèo lên đây ngồi nè. Nhiếu cái này nhiếu. À 300 đô một cái, gần 300 đô một cái. Là 7 triệu đó. Còn cái này có 160, thằng này nhỏ hơn. Vô đây nghe mùi toàn đồ ăn. Ờ con đó giống ha, cái này giống bé Tư dữ trời. Giống y chang luôn á chay. Con này tên là gì đó? Elias. Ừ, thấy rồi. Elias. Rồi ok, get go đi mua đồ ăn, lẹ lên. Thơm quá, vô đây thơm mùi đồ ăn. Đây nè, mấy cái chen nè, mấy chen tụi nó hay ăn nè ông bà cô chú. Daddy, we need to buy more of this or some tender chicken dinner. Anh này một bịch là 2 đô đó ông bà cô chú. No. Bịch 50 ngàn á. So à đúng rồi, từ 7 tuổi trở lên mới được ăn. Không phải tuổi nào ăn cũng được. Nè, từ 1 tới 6 nè ha. Yeah, 1 to 6. 1 to 6 nè. Nào, đã ẹt hả? Oh, they just got they don't have any closed cases. They got all the cases open, so we just gotta pick however many we want to put them in the bag. This? Yeah, just. Cái gì vậy? Này từ 1-6 nè. No. Này nè. Cái chim mà vậy chơi? Chim hót rồi chơi. Chim hót với bon rồi chơi. That's good. Is that good enough? For this time. How often? How often are they gonna eat it? You know, I don't want to. Just buy more. It's okay. Phòng cũng nó mua vậy được rồi. Vừa có chim kêu nữa. Hả? Do they have cases? Yeah, you see the pate, please. 24 cans. Nó tụi nó hay ăn cái này nè. Đây mấy con chim ở dưới này nè. Chim hót với con nè. Wow, con chim này là cỡ chừng 8 triệu con chim nè cả nhà. Hi. Thương dạ. Ngọc thì Ngọc thích mấy con cá. Coi mấy con cá dưới này có cá nào đẹp không? Chuyến này Ngọc về Việt Nam là có hồ cá đẹp lắm cả nhà ơi, để Ngọc về Ngọc quay cho cả nhà xem. Ôi cái đó là Ngọc thích á. À, tội nghiệp Bình Tân á. Con của Mười Ngọc á, lên nó lo hết cho Ngọc cái hồ cá đó, lên nó làm cho sao. Nó biết Ngọc thích một cái hồ cá mà nó trong veo, trong vắt mà nó sạch sẽ đồ này kia giống hồ cá nhà nó đó. Nên là nó lên, nó chạy lên, nó cứ coi hoài. Hồi nãy nó mới lên tức thầy. Nó nói em chạy từ Đồng Nai lên á. Em nói tại chị Ngọc sắp về rồi nên em lên em coi nó có cần thay nước hay là cần dọn dẹp gì cho sạch sẽ không, chị về chị coi cho nó đã. chạy xe lên ấy để làm giờ cho Ngọc coi. Rồi cuối cùng lên hồ cá sạch sẽ trong veo trong vắt luôn, rồi chụp hình qua cho Ngọc coi nè. Ngọc là Ngọc thích cá này nè, Ngọc thích nuôi cá này nè. Đây nè, cái gục cù bự vậy nè. Đó, thích mấy con cá vậy nè. Mà nó lại bằng mấy con cá này thì dễ dơ hồ lắm. Cá này để làm dơ hồ dữ. Ui ui, con này có đầu đó nè, nhìn đã. Đó, thích mấy con đó đó.
cảm giác như nhìn mà nhìn vô cái hồ cá, cái con người mà nó thư thái. Mà Ngọc thích cái hồ cá hơn là làm một cái khoảnh sân mà nuôi cá coi, ngộ vậy đó. Ở trong nhà mình nhìn nó trong suốt, mình thấy từ cái cọng rêu cọng đồ, chứ còn mấy con cá kia nằm lên 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 dưới không mà thấy nó cũng không có gì hết trơn á. Đi ra lâu lâu cái thả đồ ăn cho nó xuống, cái nó ào một cái ào lên thông, cũng không có bằng mấy cái con mà trong hồ này. Kiểu mỗi người mỗi thích khác nhau. Ơ trời, wow, con này con gì vậy? Hai hai ơ trời 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 trời, đứng giải rồi. Trời trời trời, coi đi chơi. 180 đô một con, cỡ chừng 4 triệu cho một con này. Con này là con heo không lông. Con này tên là heo không lông. Chụp hình coi, gần mời cô chú đi tới đâu chụp hình tới đó. Quá trời hình chụp rồi. Con này chắc con hamster nè phải không? Ủa con này cũng là một cái dạng pig luôn, dạng heo gì á. Heo gì ta? Phan thấy coi coi. Ủa? Thôi. Lạ vậy? Mẹ. Hả? Dễ thương không? Cái này chắc này hamster nè, hem này là hamster đúng rồi nè. Ôi, mẹ thấy rồi. Này chim. Chim này nhiêu con? Chim này là 1 triệu 2 con. Nào. Con nào con thích nào? Ôi cha ơi, con nó bự dữ vậy, con nó thỏ phải không? Con thỏ. Chay, ngày xưa mẹ ở với ông cố á chay. Ông cố ở dưới Bến Tre hả chay? Là ông cố nuôi là mấy con thỏ luôn. Rồi ông cố đi cắt rau muống với rau lan cho con thỏ ăn nè. Cái giường của mẹ ngủ hả là kế bên cái vách mẹ ngăn một cái, là ngoài kia là mấy con thỏ không á. Ông cố nuôi rất là nhiều thỏ. Rồi ông cố đi cắt rau muống rồi đó, ông cố còn trẻ, cắt rau muống rau lan rồi cho mấy con thỏ ăn. Trời ơi ngày xưa là ở dưới Bến Tre, con nhớ không, mày nằm mẹ ở cái chòi á nhá, mày kể cho con á, là thỏ không á. Ừ. Này cũng là con gì nè, con này premium rabbit, có nghĩa là con trời thỏ mà cũng có thỏ premium nữa. Dữ thiệt. Trời ơi chụp hình vậy đó hả? Vậy cũng chụp chi. Nó trốn ngoài gì đâu rồi, nó premium quá nên nó trốn mình rồi. Oh. Wait. Con này cái gì đây, không thấy gì đây. Con này cũng không có gì hết trơn. Ô chung này là con gì đó? Vaccinated for rat. Wow. Rồi đây con gì đây? Fancy, trời con này cũng fancy vậy anh. Fancy chinchilla. Ôi, con nó kìa. Is this the next one? Ôi, con nó kìa, nó mịn trơn rồi, thấy không? Không thấy mắt luôn, nằm ngủ mà sao á. Ui. Ui, mở mắt ra coi cái cây. Ôi trời ơi, không, ổn đậu rồi, không, nó có mở mà đen quá mình không thấy. Có mở mắt kìa. Cả nhà mình coi nè, cái đồ ăn dành cho tụi nó nè. Trời mà nó dài dữ trời, cả thước luôn á. Mấy này nè, chắc mấy cái tay nè. Ôi, coi nè. Một mét luôn á. Bèo cái gì? Ừ đúng rồi, mua cho nó cái new bèo đi. À, ngon dữ. Mới ghé vô đây rửa xe xong cả nhà ơi. Giờ là mình hút bụi. Chồng một bánh muốn xe cộ rồi kia, sạch sẽ ấy đồ hết. Nên là giờ anh đang hút bụi nè. This is garbage. Can you get the picture? Yeah, garbage nè. Cái nào rác rến là dục hết cái xe sạch. Ôi trời ơi, nó giúp kìa ông bà cô chú ơi, giúp ba nó kìa. Đúng rồi, đây trên đây nữa nè, đây nè, đồ ăn nãy giờ nè, đây nè. Đó. Trời, hút nó vô luôn hả? Đây nè, ngay kẻ nè. Ủa trời, cái đó hút được luôn hả? Hay vậy ta, mày đâu biết không? Rồi, ngay cận kề cả nhà ơi, rồi. Chỉ còn một cái thùng này là mình mở ra. Và tới cái buổi mà cái con nghĩ là chắc buổi tối đó, cái chừng 10 giờ tối cái mình bỏ đồ vô được rồi mẹ ha. Bỏ đồ vô rồi mình đóng cái thùng đó lại luôn. Đó là đây. 5 hành lý, 5 cây dây kéo xách tay, ba lô, rồi thùng. Ui cha ơi, order, gọi order 2 chiếc xe. Một chiếc xe để chở đồ, rồi một chiếc xe không biết vừa hôm đây đủ không hay không, hay không đây. Chưa biết sao nữa cả nhà. Xe 7 chỗ là không có chở đồ được nè. Hả? Xe 7 chỗ. Thì bỏ hết, gập hết cái ghế xuống. Để coi không được 2 chiếc từ người rồi order 3 chiếc. Con biết sao không? Tại mấy cái thùng này góc nó cao á, mình để vô. Ấy có mấy cái này nè, xe 7 chỗ chở mấy cái này thì gọn là chở được nè. Còn mấy cái thùng á. Đó.
để coi coi sao, để con liên hệ với cái người chở coi, người lái xe coi. Đó, bây giờ là coi là ký đồ nghiêm túc hết, tại vì những cái lần trước mà mình đi bị dư ký đồ cả nhà, là ra sân bay người ta làm khó rất là nhiều, nên là bây giờ mình không muốn dư ký và không muốn mệt mỏi khi ra sân bay, thì tốt nhất là đừng đóng dư ký. Người ta cho thí dụ như bình thường người ta cho 23 ký mình đóng 22 thôi được rồi, rồi thí dụ như người ta cho 32 ký mình đóng 31 là được rồi đó, không có đi thêm nhiều bắt công mình cực. Ngọc quay cho Bảo coi trước nha Bảo nha, đây là tất cả những hành lý đó, để coi kiếm xe mướn xe nào ra để chở một cái xe cho chở cho hết tất cả những cái đồ đạc này. Đi bờ về cũng được ha, đi nhiều lắm á, 7 chỗ tổng cộng là mười mấy cái, 20 cái á. Mới có 17 à, này mới 17 à, rồi ok. Ngọc Quỳnh chia sẻ với cả nhà của mình, bây giờ là thời gian bị thay đổi, thí dụ như hiện tại bây giờ là gần 8 giờ tối rồi ha, nhưng mà thường thường cái giờ này chỉ là gần 7 giờ tối thôi, nhưng mà do cái thời gian bị thay đổi á, hồi bữa là bằng giờ với Việt Nam, thí dụ như Việt Nam mà 12 giờ, Việt Nam là 11 giờ sáng thì Ngọc là 11 giờ trưa, còn thí dụ như bây giờ Việt Nam là 10 giờ sáng thì bên Ngọc là 11 giờ trưa, bên Ngọc hơn một tiếng, nên là mình sẽ thấy là đó 8 giờ tối mà vẫn còn sáng ha. Bây giờ thì cả gia đình mình đi ăn nữa cả nhà. Trời ơi, có Lucky ngồi thương không? Đi ăn, nhưng mà tối hôm nay thì ba Ngọc cũng không đi ăn. Ba Ngọc ăn sớm mới còn no, nên là ba Ngọc ở nhà ha. Đây, ngoại đây. Lo gì dạ nhà mình. Ok ngoại, con mời ngoại lên xe. Bye Lucky nha. Ăn rồi cứ ngồi ngoài đường vậy thôi, một chút nữa về á. Là nó ngồi ngay chỗ góc này nè ông bà cô chú. Ngồi ngay góc này nè, nó ngồi im, nó đen thui. Mình phải chiếu đèn cho mình mới thấy hai con mắt vậy đó, chứ còn ngồi im đen thui ngay góc nhà vậy nè. Ê, y chang không ai vô nhà ở vậy. Bái là kia. Bái. Nó ngồi nó cái nhìn nó nhỏ à. Dạ, yeah, ngồi nhìn nhỏ xíu à. Mình cũng như đất đó, mình... Tối hôm nay trời đẹp quá, chồng Ngọc anh mở cái trần ở trên đây luôn. Chứ thường thường là Ngọc đóng mấy cái này lại hết, tại vì không có thích gió đồ này kia, mà mở cái trần này lên đây thì đóng hai cái cửa bên đây lại, gió ở đây nó cũng thông vô thoáng. Đó, đi ngang thấy đèn nha, thấy mấy cái cây nha, mấy cây cao không, nãy giờ chưa thấy nè, đó cây đó. Rồi đi xuống chay ơi, xuống ngoại ơi, hôm nay là Ngọc dẫn cả nhà vô đây nữa cái quán Aloha Crab này nè. Là tại vì á, ở trong đây nghe nó có đồ ăn mới, nên mình vô đây mình check out đồ ăn mới coi. Quán này là hôm nay là mình có những món mới, Ngọc thấy vậy nên là mình mới tới mình ăn thử. Thì có ông Ngọc có kêu ra cái nem nướng ăn vậy thôi như thế nào nè. Rồi có gà bó xôi nữa cả nhà. Là nghe nói đầu bếp này từ Việt Nam qua mới tìm được một đầu bếp mới luôn, vậy từ Việt Nam qua luôn. Hồi bữa đi tới quán này mình ăn mình rất là thích cái món lòng sò nghệ. Lòng sò nghệ đúng rồi. Lòng sò nghệ đây được nè. Vừa vô cái cô chủ cũng mừng quá trời luôn, cổ nói á hả, hồi bữa giờ gặp ba rồi, ba cũng hay tới đây với chú Dũng mà đúng. Chưa có gặp mẹ với chưa với gặp Ngọc đó, hôm nay cái giờ này thì quán cũng có người ăn rồi. Cũng vui. Giờ mấy bạn mấy chị trong đây á, mấy chị vô ăn cũng có biết gia đình gì trời. Nên bây giờ cũng, ông bà cô chú biết nó làm gì không? Bây giờ nó nói là nó muốn đi lên sân khấu để nó biểu diễn ở trên đó, thấy nhiều khán giả quá. Trời đất ơi. Yeah. Các chị tí quay chút. Dạ 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 dạ. Ủng hộ. Dạ. I love you bà. Mình tin dễ sợ ha. Biết sao nghiệp tin. Mình đó mình làm sao làm mình phải để cái tồn tại cái chỗ này. Nhất quyết tâm hả? Quyết tâm. Ông xã chị cũng quyết tâm, nói cho chị cực lắm. Neo chị đủ ăn rồi. Hiểu không? Chị có chị neo mà ông thích quá, tha rồi thích ca có như ba bố với lệ chú Dũng đó. Dạ. Dũng tồ đó. Tò ca lắm. Cái cây Dũng tồ không à. Ừ. Cái món này là một cái món là gà roti chiên phồng. Mẹ ngồi xuống đi mẹ. Chay để ngoại ngồi ăn đi con. Cái xôi này nè, wow, rất là giòn ha, rất là nóng ha. À vậy đó ha con, chứ không phải là bó nguyên con xôi. Không, chỉ làm cái gà bó xôi ra. Con kêu cái con nguyên một con gà bó xôi. Mà chỉ tưởng là cái gà cái này xôi chiên. Con nói ủa, cái chị nói để vậy chị vô chị làm, đâu có sao đâu mà ăn thử cũng được. Không mà tại biết vì sao hai con gà đó nó giống nhau. Làm lâu quá.
không lâu đâu, còn không lâu đâu, bây giờ chắc bỏ vô cái chiên lên cái đó. Mà ở đây chị quên hết hồn. Ở đây chỉ có ở đây chỉ có làm món đó không? Có. Phải không? Tại vì con muốn á là nguyên một cái vùng nhà, rồi cắt ra kia là miếng dẫn nguyên cái mâm á đúng không? Như bên Việt Nam mình ăn đây ăn này. Thôi kệ cứ ăn. Gà roti nè cả nhà. Ồ. Hấp dẫn không? Con bơi hoài. Ăn thử đi mọi, cái này thì sợ cay cay không biết được Quỳnh ăn được không đây. This is really good too. This is like as good as the canh gà chiên nước mắm. Ngoài ăn cái đó đi ngoài. Mời cả nhà mình ăn thử nha, gà roti nha. Xin mời cả nhà ăn với mấy mẹ con mình nha. Ngon. Ướp ngon. Mà ở đây nói chung là ướp đồ ăn ngon. Được. Năm nay đầu bếp mới. Nha. Ngon. Xin mời cả nhà. Làm đào. Ha, làm bà ha. Cho nè. This is a deep fried sticky rice. Rất là làm bà. Nếu chị không có làm con gà bó xôi thì sao con kêu chị đừng có làm mẹ. Chứ để làm cũng được. Rồi thôi câu của mẹ. Thâu răm. Ngon. Được á, ăn này được rồi. Gà đô tuy. Ăn với xôi chiên. Ăn với chiên. Được ha. Có ok à. Mày thấy cái này không có nước. Thôi ok cho đi Quỳnh ăn thử rồi. This is a roti chicken. Right? Quên ăn món này được á. Nha. Mà cay không? Vậy mà này nãy còn kêu mì xào bò đấy. Thật cay thôi. It's a little bit, it's a touch of chili, spicy. Cái xôi này cũng hồng 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 vàng vàng nữa ha. Hay quá, làm magic quá trời ơi. Không, món này ok á. Sợi chiên nè, cắn mấy sợi chiên đi. Có lấy không? Rồi. Cô lấy ha. Không, mà con mấy cái món này là con biết điều Quỳnh ăn được rồi. Ướt cô quá. Ngon á. Mời cái này có nước không? Có. Hải xì đi. Wow. Con già với cái cổ này chắc thấm dữ nè. Jenny, this tastes like a french fry. You should try it. No, eat the whole thing. It tastes like a french fry. Ba cho nó ăn xôi giống như nhà ăn french fry vậy. Try it, seriously. I wouldn't eat it if I didn't think you would love it. No, no, put the whole thing in your mouth. And chew on it. Can I try it over here? Oh, yeah. It doesn't taste like a french fry. It's hard to eat. It's hard to eat. It's hard to eat. It's good, but it's got 3 tiếng quá. Wow. Nhìn miếng gà luôn hả nha. Ngon á. Mẹ ớt gà này càng dai. Mà con gà nó cũng bự lắm cho nên cái chân nó cầm chân nó bự. Chay là giờ ngồi là cuốn cho ba. Cuốn cho ba hả? Ôi ôi, chúng chặt vô, chặt tay vô con. Chặt tay vô. Đó, đúng rồi. Nó con mời ba. Thì ra đi, nè. Oh my gosh. This is not gonna work. Bỏ này ra chút xíu nè. Đó, bỏ ra chút xíu này. Bước cuốn phải cuốn chặt tay vô. Đó, chị thích ăn cái đó đó. Cái đó cái giòn giòn đó. Nem nướng. Okay. Yeah. The first one. No vermicelli? No. Điều Quỳnh ăn đồ cuốn lúc nào cũng đòi á, hả bún hết trơn. Lúc nào cũng cuốn đồ bún hết trơn. Yeah, missing vermicelli. Mau no, mau no. Còn mẹ biết thiếu gì nữa không? Thiếu đậu phộng nữa. Ít ăn mà mỗi lần ăn. Ít ăn mà đòi đủ món. Để cho đủ ha.
người xà năng nó có khác đủ. Được không, ngon. Cái này ngon hay không, nói chung cũng nhờ anh em với nhờ cái sauce. Còn nước sauce cả nhà thì chơi cho cả gia đình spicy, làm spicy. Làm ào gần hết nửa dĩa rồi nè. Hồi nãy chị nói gì, xôi chấm với cái này hả? Rồi, cái này là tại vì mayonnaise với cái này mình phải quậy lên. Đó, phải quậy lên chung rồi mình chấm vô chung với xôi phồng béo béo cay cay gì đó. Ăn hết luôn. Rồi, trời rồi. Ơi chua lý không, ăn hết tuôn tại luôn. Mình chết luôn hả? Ngon muốn chết luôn. Ngon muốn chết luôn, căng hét luôn. Ngon không? Yummy. Thôi, thôi bây giờ ăn thử cái cuốn này thôi. Ăn thử miếng cuốn này à. Cái này cuốn này mai không ta? Không, để ngang vậy nè. Ngang sao mày? Đó đi, để ngang vậy nè. Thôi, để ngang vậy ha. Rồi, rau vô. Rồi nguyên một cái nem nướng này. Nãy chỉ đưa cái dĩa là mình để là mình cuốn, còn cái tô là mình ăn. Mà ăn cái dĩa. Đúng rồi. Mình ăn bậy à. Chay làm tự nhiên nó ăn cái giòn giòn đó, mẹ không có cái giòn giòn để mẹ ăn luôn á chay. Thiệt là tình luôn á. Thôi cho miếng này làm gì kêu đó. Thank you. For one, they're really good. Chứ làm gì đâu. Chấm như cái này nè, nhưng mà phải cho thêm miếng ớt nữa. I'm gonna put a little spicy in it. A little more. Ôi ơi, nó ngon, có miệng kìa, có miệng ngon kìa. Yummy. Có miếng xoài này chua nữa nè con. Hey. Mời cả nhà cái gọi cuốn. Cắm thêm miếng nữa là trời dữ hả bà, nước sốt mình đừng có bỏ ớt nha, cay nha. I told you it was already a little spicy. Được, bỏ thêm không? Chơi được gặp đây. Sốt ngon á. Ngọc mà ở đâu mà có nem nướng lại đó con Ngọc. Ngọc. Mà cả nhà ăn nem nướng nè. Được hả ngoại ha? Ừ, được. Miếng nước à, cay quá. Để quay cái dĩa nem nướng lại nghe nè, cho dễ thấy nem nướng đó. Và dĩa vậy vậy mới đẹp. Are they still bringing me out my TikTok? Không biết nữa. Điền Quynh đang vẫn còn đang còn chờ cái mì xào thịt bò của Điền Quynh. Ok, ra đi. Không, để qua đây đi. Để đây nè, đây nè. Xí. Rồi bây giờ cái món hồi nãy là Ngọc Tính mua món này nè. Đúng rồi. Là gà bó trong cái xôi ha. Rồi bây giờ là mình ăn sao chị Vân Hà? Thì có cắt rồi mình, à, mình tự đâu mình tách ra hả? Đúng rồi, lấy đũa tách ra. À, thì có cắt ra đó ra. Tách con gà ra bằng cái nĩa này là cả nhà cũng dễ lắm. Hai cái loại xôi này chứ khác nhau nha cả nhà. Xôi này nè, đó với xôi này khác nhau. Chị nói cái xôi này thì làm công phu hơn xôi này. Phải nhồi và ấy nên nó mịn hơn. Xôi này thì ăn nó giòn giòn, cứng cứng rồi vậy đó. Ăn thử miếng xôi nha. Nó giòn ở ngoài nhưng mà mềm ở trong. Con này là trong mềm dẻo. Nhưng mà cả nhà ăn xôi với mình nha. Ăn xôi trước thì ăn gà sau.
Này gà trong đây thì gà luộc cả nhà ơi. Đây là gà luộc nè. Gà này có gì chấm không ta? Này ăn sâu này có chấm cái gì không ta? Chấm gì? Chấm nước này được không? Cái gà để làm hai cái món này giống nhau. Gà này gà ngon. Thường thường ở bên đây khó kiếm gà dai lắm. Mà đầu tiên mình được ăn gà bó cho ở Mỹ á. Hay. Ngon ghê ha, ngon ha. Rồi chấm nước mắm. Sôi ngon. Mà chấm nước mắm mà sao á? Hả? Chấm tươi ngái chắc cũng được. Mới mình hỏi chỉ rồi. Nhưng mà đối với hai món con nghĩ điều quên thích món này ha. Cái này hấp cho nên nó không có ngọt ngọt như bên cái lu ti. Chị, cái gà này mình chấm với gì? Rồi đi xuống ở đâu đấy. Nghiệp không? Mới, món này mới. Rau răm. Đây đi. Khác hẳn. Chị nói ăn cái này có hai loại. Một là ăn nước với nước mắm gừng. Hai là ăn với muối tiêu. Tùy khách, hoặc nói vậy cho em cả hai. Tại vì em cũng biết em thích ăn nào nhất nữa. Rồi, thử lấy miếng gừng. Ăn thử cái mình chấm với cái món nước sốt nào đã ngon. Mắm gừng này cả nhà. Chấm vô miếng mắm gừng ha. Mắm gừng này ba chấm với vịt, cháo vịt ngon. Mắm gừng này chấm cháo vịt ngon đúng không mày? Là món gừng ngon mày. Ăn thử món gừng không mày? Chanh ướt cơ. Ủa? Ở đây mình có bán cháo vịt không chị? Thôi kệ nó đi cô, thoải mái. Một cái thôi em. Rồi một cái, sao em? Ở đây có bán cháo vịt không? Cháo vịt thì khi nào lên mạng là sẽ có. Chuẩn bị có cái gì ta? Mùi thúi. Nhưng mà để chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị là món ăn Việt Nam nhiều quá. Dạ nhiều. Đúng rồi. Việt Nam. Cái trend Việt Nam dở gì cái mình làm cái đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Việt Nam có cái xôi ăn ngon. Ngon, xôi ngon quá ngon. Rồi. Cảm ơn chị. Cố gắng giúp chị nha. Tội vậy. Mấy chị mà kinh doanh á, nhà ăn đồ á, hay là chị giống như chị Xanh rồi vậy đó. Là Ngọc mà tới là mấy chị rất là vui lắm. Tại vì giúp mấy chị để mấy chị có khách biết tới nhiều á. Có nhiều lúc khách á muốn ăn món Việt Nam mà không biết quán nào ngon. Đúng rồi, phải coi YouTube cho mình biết. Cái coi YouTube mình biết. Mì sò bò. Mì sò bò. Đây, mì sò bò của Đi Quỳnh đây. Đây. Mì sò bò. Đây, mì sò bò. Mì sò bò. Can you say it? Mì sò bò. Mì sò bò. Mì sò bò. Mì sò bò. Đúng rồi, cơm gơm lại bớt. À, cảm ơn con. Được không? Nhà thấy không? Thánh bò. Đi đâu cũng bò hết trơn. Bò sô bi. Bò sô bi. Tại trời mới biết lái này. Trời tiếng Việt này dành dữ trời. Mì sô bò sô bi. Can you say it again? Mì sô bò sô mì. Biết mới lái lại nữa. Ăn đi mẹ, tiếp tục đi mẹ, ăn đi mẹ. Mẹ ăn đi. Mẹ nói chưa? No rồi. Làm thêm mấy cuốn nữa đi. Mẹ cũng no. Làm thêm cuốn nữa đi. No rồi hả? Ăn cái cánh này. Ngoại mẹ Ngọc á ăn thịt gà là mẹ Ngọc thích ăn cánh nè. Cánh phô cầu. Cánh nấm gừng. Dạ. Mời cả nhà nha.
ăn gà hấp. Hy vọng là quán này sẽ bắt trend, ví dụ như Việt Nam mình mà đang sôi nổi món nào cái có món đó mình có dịp mình xuống đây mình ăn. Ừ, gừng ngon ha. Mắm gừng rất là ngon. Nó đúng mắm gừng, bởi vì con mới hỏi là chị có cái cháo vịt rồi có mắm gừng thiệt ngon luôn cả nhà. Có gì đó, có cháo vịt không đó. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha. Chào tạm biệt cả nhà.